một dịch nè quý vị. Đủ chưa? Ê, bà giờ bà banh cái mền ra cho em coi. Trời ơi, cho Trần Phước vô giỏ. Ôi, 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 ôi. Đây chị lấy hai cá ăn cặp á. Nãy có màu xanh đó rồi. Có cái nào lớn? Không đâu hả? Cái này bên đây riêng hả? Không, bên đây là cái đó nó hai cái. Bên đây là nhiêu? Một cái hả? Cái đó bự hơn này hả? Vâng. Coi cái kia đi. Cái màu xanh nè. Chị muốn lấy bự thì chị lấy mấy cái 2 miếng 2. Rồi. 100 ngàn chị ơi. Rồi cái màu xanh này coi với banh nha coi nhé. Còn cái nào đẹp đẹp nữa. À. Cái này là cái gì này đó? Cái này là cái giống cái khăn nữa hả? Hồng băng ơi. Cái này 7 sắc cầu vàng hả? Ừ, mới. Sọc vàng, sọc vàng.
Hai đứa bùng qua đây. Rồi, bị sắt cầu vòng nè. Với cái này đi. 3 mét, 4 mét dài á. Dài 3 mét là bùng bự lắm rồi. Dài giống như cái bùng dây dây đó. Dạng 160 cái. Còn hơn 120. Không có 120. Rồi để em coi tôi còn bùng 120 không lấy. Có ai lấy anh trăm đơn không có gì sao? Dạ. Dạ rồi, không cho bà coi mắt. Giống con đâu rồi chưa? Dạ. Bông rồi gì nấu gì đó. Chợ nè. Thịt heo thịt nè. Chú coi thèm bánh mì quá đi. Đi đâu hết rồi. Dạ.